Khi Phật ở nước Xá Vệ, Mahakayip một mình du hóa đến thành Dương Xá. Ngài Kayip thường khất thực với tâm thương xót tạo phước lành cho chúng sinh, nhưng không đến nhà giàu sang, chỉ ghé những nhà nghèo khổ. Trước khi đi khất thực, Kayip thường nhập tam muội, xem người nghèo ở đâu sẽ đến đó tạo phước cho họ. Một hôm, đi vào trong thành Dương Xá, Kayip gặp một bà lão quá bụa. Bà ấy nghèo khổ cùng cực, phải khoét đống rác lớn trong làng làm nơi nương thân. Thân thể bà gầy yếu, bệnh tật, thường nằm trong hang, cô độc không có ai giúp đỡ, không có cơm ăn, áo mặc, phải đặt một tấm phên nhỏ trong hang để che thân. Kayip nhập định biết bà lão này đời trước không gieo trồng phước thiện, nên ngày nay phải chịu nghèo khổ. Ngài biết bà sắp qua đời, nếu không được độ sẽ mãi mãi không được hưởng phước. Do thường đói khổ, nên khi thấy người hầu của nhà trưởng giả đổ nước gạo thối, bà liền xin nước ấy đựng trong những chiếc bình bể đặt đầy trong hang. Kayip đến xin và chú nguyện: nếu bà cúng dường, dù nhiều hay ít đều được phước. Bây giờ, bà lão liền nói kệ: thân thể mang bệnh tật, lại cô độc khốn cùng, là người nghèo nhất nước, áo chẳng đủ che thân, người đời không lòng từ, khi gặp cũng thương xót. Đã nói là xót thương, sao không biết thân này đói khổ nhất trên đời? Không ai khổ hơn tôi, xin xót thương lượng thứ, thật tôi chẳng tiếc gì. Ngài Kayip liền nói kệ: Phật là thầy ba cõi, tôi ở trong pháp ấy, muốn bà hết nghèo đói, nên đến đây khất thực. Nếu bà giảm phần ăn, sớt một ít cúng dường, mãi mãi sẽ thoát khổ, đời sau được giàu có. Bà lão nghe kệ xong rất hoan hỷ, liền nhớ lại: hôm trước có chứa nước gạo hôi, nếu cúng dường thì sợ ông ta không uống được. Do đó, từ trong hang bà thưa rằng: tôi có ít nước gạo hôi, ngài hãy thương xót nhận cho, được không? Kayip đáp: tốt lắm. Bà lão lụm khụm ở trong hang lấy nước gạo. Vì không có mảnh vải che thân nên không mang nước gạo ra được. Bà nép mình, khòm lưng, giới tay đưa qua tấm phên. Kayip nhận lấy và chú nguyện cho bà được phước báo an lành. Kayip suy nghĩ: nếu ta mang nước đến chỗ khác uống, bà ấy sẽ không tin, cho rằng ta đem đổ. Nghĩ rồi, liền ở trước bà lão uống hết nước ấy, rửa bát bỏ vào trong đẩy. Ngay lúc ấy, bà phát lòng tin chân chánh. Kayip tự nghĩ: ta phải thị hiện thần thông khiến bà được an ổn. Nghĩ rồi, Kayip liền bay lên hư không, hiện các thứ thần biến. Bà lão thấy như vậy rất vui mừng, chí thành quỳ xuống chiêm ngưỡng. Ngài Kayip nói: này bà có mong ước điều gì không? Bà thưa: tôi nguyện nhờ chút phước này được sinh lên cõi trời. Bà phát nguyện xong, không còn thấy Kayip đâu nữa. Mấy hôm sau, bà qua đời. Sinh lên cõi trời đao lợi, uy đức dò dợi chấn động trời đất. Ánh sáng đặc biệt khác thường, giống như bảy mặt trời cùng xuất hiện một lần, chiếu sáng khắp thiên cung. Đế Thích kinh sợ nghĩ: người nào có phước đức mà chấn động đất trời hơn ta như thế? Đế Thích liền dùng thiên nhãn quan sát biết được do phước đức của thiên nữ này khiến như thế, và cũng biết được từ nơi nào sinh đến đây. Bây giờ, thiên nữ tự nghĩ: ta được phước báo này là do đời trước cúng dường ngài Kayip. Giả sử ta đem 100.000 các thứ trân bảo của cõi trời cúng dường ngài Kayip cũng chưa thể báo đáp một chút ân của ngài. Nghĩ rồi, thiên nữ liền dẫn người hầu mang hương hoa cõi trời từ trên hư không rải cúng dường ngài Kayip. Sau đó, hạ xuống cung kính đảnh lễ, đứng qua một bên chắp tay tán thán.
trong trăm ngàn cõi nước, Phật là đấng chí tôn. Kế đến ngài Ca Diếp khéo đóng cửa tội lỗi. Xưa ở cõi Diêm Phù, trước hang phân rác bẩn, vì bà lão nghèo khổ, ngài nói lời chân thật. Bà lão rất vui mừng, dâng lên nước gạo hôi, cúng dường như hạt cải, mà được phước như núi, thọ sinh làm thiên nữ, hưởng phước báo tự nhiên. Vì thế con bay xuống, kính lễ bậc Phước Điền. Thiên nữ nói kệ rồi, liền trở về thiên cung. Đế Thích suy nghĩ, người nữ ấy cúng dường nước gạo mà còn được phước như vậy. Ngài Ca Diếp có tâm thương xót rộng lớn, nhưng chỉ ban phước cho những người nghèo hèn, không đến nhà giàu sang. Ta phải tìm diệu kế để cầu phước. Nghĩ rồi, Đế Thích liền cùng Thiên Hậu mang thức ăn trăm dị, đựng trong một bình nhỏ đến thành Dương Xá. Hai vợ chồng Đế Thích dựng một cái chòi nhỏ rách nát bên đường và biến đổi hình dạng thành người già, thân thể gầy ốm, đi đứng lòm khòm, làm nghề đan chiếu. Bộ dạng nghèo túng, trong nhà không có lương thực. Ca Diếp thấy người nghèo ấy liền đến khất thực. Ông lão nói, tôi quá nghèo, không có thứ gì cúng dường, biết làm sao? Ngài Ca Diếp vẫn đứng chú nguyện mãi không đi. Ông lão nói, vợ chồng tôi quá già, làm nghề đan chiếu, không rảnh đi xin thức ăn, chỉ có một ít cơm định ăn. Nhưng nghe ngài nhân từ đức độ, chỉ đến nhà nghèo khất thực để ban phước cho họ, nên nay chúng tôi tuy nghèo khó, cũng muốn bớt phần ăn của mình để cúng dường ngài. Nếu đúng như lời đồn, chúng tôi sẽ được phước. Đế Thích suy nghĩ, mùi thơm của thức ăn cõi trời, người thế gian hiếm khi được ngửi. Nếu ta mở sẵn nắp bình, ngài Ca Diếp sẽ biết và chắc chắn không chịu nhận. Nghĩ rồi, Đế Thích nói, thức ăn của tôi không nhiều, xin ngài đem bát đến. Ca Diếp nhận thức ăn và chú nguyện cho thí chủ. Mùi thơm của cơm ấy lan khắp thành Dương Xá và cả nước. Ca Diếp nghe mùi thơm liền sinh nghi. Ông bà lão hiện lại thần Đế Thích, nhanh chóng bay lên hư không, vui mừng búng tay. Ca Diếp suy nghĩ và biết được Đế Thích hóa làm người nghèo để tạo phước lành. Ca Diếp suy nghĩ, nay ta đã nhận thức ăn rồi, không nên trả lại. Ca Diếp tán thán Đế Thích làm phước không biết mỏi mệt, chịu mang lốt già xấu để gieo phước, ắt sẽ được phước báo. Đế Thích và Thiên Hậu vô cùng vui mừng. Lúc ấy, trên trời trỗi kỹ nhạc đến nghênh đón. Về cung rồi, Đế Thích càng hoan hỷ hơn, liền nói kệ. Mây giạc phương Nam chẳng về đâu, đông tây dông ruổi mãi dài lâu. Rau cá nguyên hiến hằng thầm ước, cao lương điền thị chẳng dám cầu. Sân cỏ tùm không xe ngựa, cửa tranh lạnh vắng kết chiếu lao. Ngày trước trộm tham chút ánh sáng, hôm nay nghèo khổ chớ âu sầu. Nguyên Hiến là đệ tử của Khổng Tử, là bậc văn sĩ bần hàn thanh cao thời xưa. 13. Nô tỳ cúng dường một đồng được làm công chúa. Trong kinh A Dục Vương ghi, thổ xưa khi Phật còn tại thế, ngài cùng các tỳ kheo và A Nan thứ tự đi vào thành Vương Xá khất thực. Khi đến một ngõ hẻm, Phật gặp hai cậu bé tên Đức Thắng và Vô Thắng đang chơi trò đắp đất xây thành, nhà cửa, kho lẫm, lại lấy đất làm gạo chứa trong kho. Hai cậu bé thấy Phật có tướng hảo, thân hình màu vàng ròng sáng rực khắp thành. Đức Thắng hoan hỷ vốc gạo bằng đất trong kho dâng lên Đức Phật và phát nguyện. Con nguyện mai này sẽ thống lãnh thiên hạ và cúng dường đầy đủ phẩm vật. Nhờ duyên lành và công đức phát nguyện ấy, sau khi Phật niết bàn 100 năm, Đức Thắng làm chuyển luân thánh vương, cai trị cõi Diêm Phù Đề.
vua ở trong thành Hoa Thị, dùng chánh pháp trị đời, lấy hiệu là A Thứ Già Vương. Vua đích thân phân chia xá lợi Phật, xây dựng 84.000 bảo tháp phụng thờ. Vua có lòng tin sâu Tam Bảo, thường thỉnh chư tăng vào cung cúng dường. Bấy giờ, trong cung có một nô tỳ rất nghèo khổ, thấy vua làm phước liền tự trách mình. Lúc trước vua chỉ cúng dường Đức Phật một nắm đất mà được giàu sang như thế, nay vua lại cúng dường nhiều nên chắc chắn đời sau sẽ giàu sang hơn. Đời trước ta tạo tội nên nay mới làm kẻ thấp hèn nghèo khổ, không thể tạo phước, tương lai ắt sẽ càng nghèo hơn, biết bao giờ thoát khỏi kiếp nghèo. Nữ tỳ nghĩ rồi liền rơi lệ. Chư tăng thọ thực xong, nữ tỳ quét dọn, nhặt được đồng tiền trong đống rác, liền mang đến cúng dường chư tăng, trong lòng rất hoan hỷ. Không bao lâu, nữ tỳ lâm bệnh qua đời. Bấy giờ, trong cung vua có một phu nhân mang thai 10 tháng, hạ sanh một công chúa cực kỳ xinh đẹp. Ít ai sánh kịp, nhưng tay phải công chúa thường nắm chặt. Lúc công chúa lên 5 tuổi, phu nhân tâu vua: "Con gái chúng ta không biết tại sao tay phải thường nắm chặt." Vua bảo bồng công chúa đến, đặt lên đầu gối, sờ vào tay con, công chúa liền xòe ra. Trong tay có một đồng tiền, lấy rồi lại sinh ra không bao giờ hết. Chỉ trong chốc lát đầy một kho tiền, vua rất ngạc nhiên, liền đến hỏi A-la-hán Gia Xá: "Đời trước công chúa đã tạo phước đức gì mà nay sinh ra, trong lòng bàn tay thường có một đồng tiền, lấy hoài không hết?" A-la-hán đáp: "Công chúa đời trước là nữ tỳ trong cung, khi quét dọn, nhặt được đồng tiền liền cúng dường chư tăng. Nhờ duyên lành này nên người ấy được sinh làm con gái đại vương. Trong tay luôn có một đồng tiền vàng, lấy hoài vẫn không hết." 14. Bán củi cúng dường 3 đồng, được làm vua. Trong kinh Tạp Bảo Tạng ghi: "Thuở xưa, vua Ác Sinh ở nước Câu Lưu Sa dạo chơi thượng uyển, bỗng trông thấy một con mèo vàng từ hướng đông bắc đi vào, rồi chạy ra hướng tây nam. Vua thấy vậy, liền cho người đào theo hướng ấy, thì gặp được một chậu bằng đồng chứa khoảng 3 hộp tiền vàng. Đào sâu vào lại được 2 chậu như trước, cả 3 chậu đều đầy tiền vàng giống nhau. Đào tiếp qua bên cạnh khoảng 5 dặm, mỗi bước đều nhặt được nhiều tiền. Tuy vua được nhiều tiền như thế, nhưng sợ không dám sử dụng. Vua thắc mắc về xuất xứ số tiền ấy, nên đến hỏi tôn giả Ca Chiên Viên. Nghe xong tôn giả đáp: "Đây là phước báo do nhân đời trước của bệ hạ, bệ hạ cứ dùng, không hề gì đâu." Vua liền thỉnh tôn giả nói về nhân duyên quá khứ của mình. Tôn giả đáp: "Thuở quá khứ cách đây 94 kiếp, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, trong thời chánh pháp, có các tỳ kheo đến ngã tư đường, trải tòa, đặt bát, giáo hóa mọi người, khuyên rằng: nếu người nào có tài sản nên cất vào kho bền chắc này, sẽ không bị nạn vua, giặc, nước, lửa cướp đoạt. Khi ấy, có một người nghèo trước đó bán củi được 3 đồng, thấy vị tăng khuyên, liền hoan hỷ cúng dường, đặt tiền vào bát, phát nguyện xong trở về. Suốt đoạn đường 5 dặm về nhà, mỗi bước, người ấy đều vui mừng. Khi sắp vào nhà, người ấy còn hướng về các vị tăng chí tâm đảnh lễ phát nguyện rồi mới vào. Người nghèo lúc ấy chính là bệ hạ. Nhờ ngày xưa bệ hạ hoan hỷ cúng dường chư tăng 3 đồng tiền, nên đời đời ở địa vị tôn quý, lại được 3 chậu đồng chứa đầy tiền. Bởi ngày trước trên 5 dặm đường mỗi bước đi đều hoan hỷ, nên nay suốt 5 dặm đường mỗi bước vua đều nhặt được tiền. Vì thế khi cúng dường nên hết lòng chí thành,
chớ sinh tâm hối tiếc. Bài tụng: đá quặn chẳng phải chân, bình vẽ đúng là giả. Áo gấm treo trên cao, sen ca sa đặt dưới. Lời đẹp chỉ kinh tâm, văn hay trọn thích thật. Trần tướng đâu đã tỏ, phù vinh chưa thể buông. Vết khác bậc công hầu, sự theo kẻ lãng du. Thôi rồi dứt nhạc trình, chẳng phải loạn nhã chu. Tranh danh giàu sang rỗng, mắng chửi nhục vinh không. Đèn trước gió mong manh, bóng bọt đâu đáng bắt. Nhạc Trịnh chỉ cho âm nhạc của nước Trịnh thời Xuân Thu chiến quốc. Nhã Chu chỉ cho đại nhã và tiểu nhã trong kinh thi của nhà Chu. 15. Chỉ khởi tâm lành liền được phước. Kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng, xưa kia ở nước Xá Vệ có một nhà nghèo. Cây nho trong sân có vài chùm trái gần chín. Ưu Bà Di dự định sẽ cúng dường cho đạo nhân. Nhưng trước đó, quốc vương đã thỉnh đạo nhân thọ thực một tháng. Ưu Bà Di nghèo kia thế lực không bằng vua, nên mong mỏi cả tháng mới gặp lại được đạo nhân. Cô liền hái trái cúng dường và thưa: tâm nguyện bố thí của con đã hơn một tháng rồi, nay mới được mãn nguyện. Đạo nhân nói: như vậy là đã bố thí được một tháng. Ưu Bà Di hỏi: con bố thí chỉ có một chùm nho, làm sao nói là đã bố thí được một tháng? Đạo nhân trả lời: có tâm niệm xả thí trong một tháng là đã bố thí một tháng rồi. 16. Sơ Tổ Trúc Lâm mở hội bố thí. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: năm Quý Mão, niên hiệu Hưng Long, năm 1303, đời vua Trần Anh Tông, mùa xuân ngày 15 tháng Giêng, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông ở phủ Thiên Trường mở hội vô lượng pháp ở chùa Phổ Minh, bố thí vàng bạc, tiền lụa để chẩn cấp cho dân nghèo trong nước và giảng kinh nói về lợi ích bố thí. 17. Thiền Sư Linh Nguyên Dạy. Thiền Sư Linh Nguyên dạy: cối xây đá mài, ta chẳng thấy chỗ tổn giảm của nó, mà còn có lúc bị mòn hết. Trồng cây vuông tưới, ta chẳng thấy chỗ hữu ích của nó, mà có lúc thấy nó lớn lên. Tích đức làm mãi, chẳng biết đó là thiện, nhưng có lúc đắc dụng. Bỏ nghĩa trái đạo, chẳng biết đó là ác, nhưng có lúc phải mất. Người học nếu nương theo cái kế thành thục kết quả mà bền chí noi theo, thì có thể thành tựu được đại khí, lừng lẫy được tiếng thơm. Đó là con đường bất di bất dịch của xưa nay. Thiền Sư Linh Nguyên bảo tiên sinh Y Xuyên rằng: họa hay sanh phúc, phúc hay sanh họa. Họa hay sanh phúc là do gặp lúc hoàn cảnh tai ách, nhưng tâm luôn tha thiết nhớ cảnh an vui, khắc sâu ý mong cầu đạo lý, liền hay chỉ biết run sợ kính cẩn. Do thế nên phúc mới sanh. Phúc sanh ra họa là do lúc sống trong cảnh an nhàn, nhưng vì tâm phóng túng xa hoa, ham muốn sằng bậy, bệnh lười biếng ngày càng tăng, dẫn đến sanh tật khinh lờn lừa gạt. Do vậy nên họa mới sanh. Thánh nhân nói: nếu gặp nhiều gian nan thì chí người đó thành, nếu không có gian nan thì thân người đó mất. Được tức là đầu mối của mất, mất tức là nguyên lý của được. Thế nên phải biết, có phúc thời không nên kiêu hãnh, đã được thời không nên mong cầu hoài. Lúc đang ở yên trong phúc thì phải lo nghĩ đến khi tai họa, thời cái phúc đó mới giữ được bền lâu. Lúc được mà lo đến khi mất, thời cái được đó sẽ vững bền. Cho nên người quân tử
khi yên chẳng quên lúc nguy, lúc trị chẳng quên khi loạn là vậy. 18. Hòa thượng Thanh Từ dạy: cúng dường Tam Bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam Bảo thường còn và lợi ích chúng sanh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này. Người Phật tử chân thật thì bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh. Đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh. Chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh. Đó là tâm niệm rộng lớn cao cả của người tu theo đạo Phật. Vì chúng sanh mà cúng dường Tam Bảo, quả thật người Phật tử sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp. Hành động đúng chánh pháp thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu dạy Phật tử làm phước tạo công đức, tăng ni nên dạy đúng tinh thần này. 19. Bài ca chẳng biết đủ. Lăng xăng mãi cả ngày chỉ bởi ăn no rồi nghĩ tới áo cơm. Trong phòng thiếu bóng mỹ nhân, cưới xong vợ đẹp đòi gần thiếp xinh. Ngựa với kiệu nhà mình chưa có, ráng sắm cho đầy đủ vừa lòng. Ruộng vườn còn nhỏ thì mong, muốn mua ruộng tốt ngàn muôn mẫu xào. Không quan chức ước ao quan chức, để người đừng thách thức coi thường. Bí thư thứ trưởng hạng soàn, bộ trưởng phó thủ còn đang so bì. Phải nhất phẩm đương vì thủ tướng, hai nhiệm kỳ tổng thống mới cam. Lại thêm thỏa mãn lòng tham, mong mình sống mãi muôn năm không già. Những thứ ấy do ta vọng tưởng, khi khởi lên chẳng gượng tạm dừng. Cổ quan tài đến bỗng dưng, vùi chôn mối hận khốn cùng trong ta. Thơ cổ nhân, Thông Quảng phỏng dịch. 20. Năm việc làm có nhiều công đức. Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh. Lại có năm loại quả thù thắng đạt được do cúng dường cho cha mẹ, người bệnh, pháp sư, Bồ Tát. Vì cha mẹ có ân đức sinh thành nuôi dưỡng thân mạng ta, cho nên cúng dường cha mẹ được quả báo thù thắng. Người bệnh nằm một mình rất đáng thương, do đó nên khởi lòng từ bi, cúng dường cho người bệnh thì được phước báo thù thắng. Người thuyết pháp có khả năng sinh ra pháp thân, tăng trưởng pháp thân cho ta, giúp ta phân biệt được thiện ác, đúng sai, chân chính hay điên đảo. Cho nên, cúng dường cho người thuyết pháp thì được phước báo thù thắng. Bồ Tát có năng lực thâu nhiếp, giữ gìn làm lợi ích cho chúng sinh, thường khởi tâm từ bi giữ gìn Tam Bảo không đoạn tuyệt nhân. Do đó, nên cúng dường cho Bồ Tát thì được phước báo thù thắng. Bồ Tát vì phát tâm dũng mãnh, sức bi nguyện độ sinh rất lớn, nên không giống với những phước báo khác có tâm nhỏ hẹp. Cổ nhân nói: tâm tốt mạng lại tốt, phát đạt sớm giàu to. Tâm tốt mạng không tốt, cả đời cũng ấm no. Mạng tốt tâm không tốt, đường trước nhiều hố gò. Tâm mạng đều không tốt, cả đời thường sầu lo. 21. Công đức tùy thuộc vào tâm chí thành. Tại ngôi làng Mahagama của nước Sri Lanka, Tích Lan, có một người đàn ông nghèo khổ tên Tissa, sinh sống bằng nghề kiếm củi, nên người ta gọi là Tissa, Tissa người có tài sản là củi. Một lần nọ, ông bàn luận với vợ rằng: tuy Đức Phật có dạy lợi ích về sự bố thí thường kỳ, nhưng chúng ta không thể thực hiện được vì cuộc sống chúng ta quá thiếu thốn và thấp kém.
chúng ta chỉ có khả năng cúng dường vật thực mỗi tháng 2 lần với vật thực mà mình có được. Khi có khả năng hơn, chúng ta sẽ cúng dường vật thực tốt bằng phiếu thực để phân biệt sự cúng dường vật thực bình thường. Thời ấy, chư tỳ kheo ở Tích Lan được cúng dường vật thực thượng vị rất dồi dào. Một số tỳ kheo trẻ cùng Sa Di khi nhận vật thực của vợ chồng Tissa đã quăng bỏ trước mặt hai người thí chủ ấy. Người vợ bảo chồng rằng: các vị sa môn đã quăng bỏ vật thực cúng dường của chúng ta rồi. Tuy nhiên, bà không có ý buồn phiền về việc quăng bỏ ấy. Bà nghĩ rằng các vị sa môn quăng bỏ vật thực này xét ra cũng đúng, vì những loại vật thực mà chúng ta có được là loại vật thực đáng quăng bỏ đối với mọi người. Thấy thế, Tissa nói với vợ: chúng ta quá nghèo, không thể dâng vật thực làm hoan hỷ đến các ngài. Người vợ an ủi chồng rằng: nhưng những người có con thì không thể nghèo, chúng ta hãy bán con gái làm nô tỳ cho người để lấy tiền. Ông Tissa nghe theo lời vợ, bán con gái cho một nhà khá giả, được 12 đồng tiền vàng, và với số tiền có được, ông mua con bò sữa về nuôi. Với tâm thành của hai vợ chồng, con bò cái cho rất nhiều sữa. Vào buổi chiều, họ lấy sữa bò nấu thành sữa đặc và bơ. Vào buổi sáng, họ lấy sữa nấu thành món cháo sữa, rồi cúng dường đến chư tăng, cùng với sữa đặc và bơ ban chiều. Loại thực vật này đã làm hoan hỷ đến chư tăng. Và người ta nói rằng, kể từ đó trở đi, phiếu thực vật của ông Tissa chỉ dành cho thánh chứng đạt cao. Các vị có thắng trí bố trí các bậc thánh đến thọ thực tại tư gia của Tissa. Thế rồi, một hôm gia chủ Tissa nói với vợ: nhờ con gái, chúng ta đã làm hoan hỷ các bậc thánh. Con gái chúng ta đã nhận lãnh tuổi nhục này thay chúng ta. Bà đừng quên việc cúng dường vật thực đến chư tăng. Tôi sẽ đi tìm việc làm để chuộc con gái chúng ta về. Ông ra đi tìm việc và được làm trong nhà máy đường. Sau 6 tháng nỗ lực làm việc, ông dành dụm được 12 đồng tiền vàng. Ông mang 12 đồng tiền vàng trở về làng để chuộc con gái. Vào sáng sớm, ông Tissa lên đường về quê. Trên đường về, ông gặp trưởng lão Tissa cũng đang đến làng Mahagama để hành lễ trong một tự viện. Trưởng lão Tissa là một bậc thực hành hạnh đậu đà đang đi khất thực. Gia chủ Tissa theo sau lưng ngài hỏi pháp từ nơi ngài. Khi đến đầu làng, đã đến giờ thọ thực, gia chủ trông thấy một người đàn ông mang một mo cơm theo để ăn. Ông đề nghị ông ấy bán mo cơm cho ông với giá 1 đồng tiền vàng. Người kia suy nghĩ: mo cơm này chỉ đáng giá 1/10 số tiền trên, hẳn là có gì đặc biệt đây, nên người này mới trả giá cao như thế. Và ông từ chối không bán mo cơm ấy, gia chủ Tissa tăng dần giá mo cơm lên đến 12 đồng tiền vàng, nhưng người kia vẫn không bán vì nghĩ: người kia hẳn có rất nhiều tiền. Cuối cùng, Tissa nói rằng: này ông, tôi mua mo cơm này không phải dành cho tôi mua để dâng đến vị trưởng lão đang ngồi dưới gốc cây. Tôi chỉ có 12 đồng vàng, nếu có hơn tôi sẽ cho ông tất cả. Hãy bán mo cơm này cho tôi với tất cả số tiền tôi có trong tay đi. Và người kia sau khi xem xét kỹ đã đồng ý bán mo cơm với 12 đồng tiền vàng. Gia chủ Tissa mang mo cơm đến cúng dường vào bát vị trưởng lão. Khi được nửa mo cơm, vị trưởng lão ngăn lại. Gia chủ Tissa bạch rằng: bạch ngài, phần cơm này chỉ đủ cho một người dùng. Mong ngài từ bi tế độ con, xin ngài nhận lãnh trọn vẹn phần cơm này. Vị trưởng lão thọ nhận trọn vẹn mo cơm. Sau đó hai người tiếp tục lên đường đi vào làng. Trên đường đi, vị trưởng lão hỏi thăm gia cảnh của Tissa. Gia chủ thật thà tường thuật lại gia cảnh của mình. Nghe giá trị mo cơm bằng 6 tháng trời làm việc của gia chủ, tâm vị trưởng lão xúc cảm: ôi,
người này đã thực hiện một thí sự khó làm. Ông đã cúng dường đến ta với niềm tin thanh tịnh trong một hoàn cảnh khó khăn như thế. Ta thọ vật thực ấy, xem như nợ ông ấy rất lớn. Ta phải tinh tấn chứng đạt quả vị A-la-hán để tỏ lòng tri ân ông. Ta sẽ tìm nơi thích hợp để hành đạo, cho dù da, thịt, máu, vân vân của ta có khô cạn, ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi chứng đạt quả vị A-la-hán. Khi vào trong làng, mỗi người đi hướng riêng của mình. Khi đến tịnh xá Mahavihara, trưởng lão Thích Xa được bố trí ngủ trong một căn phòng yên tịnh. Chính tại nơi này, ngài phát nguyện: ta sẽ không rời khỏi tư thế ngồi cho đến khi nào chứng đạt quả vị A-la-hán. Trưởng lão tinh cần hành pháp suốt 7 ngày, cả đến việc đình chỉ dùng vật thực. Vào sáng thứ 7, ngài chứng đắc A-la-hán với tuệ phân tích. Quán xét thọ mạng, ngài thấy sự chết đã gần kề. Sau khi sắp xếp ngăn nắp mọi thứ trong chỗ ngủ, ngài cầm lấy y bát đi đến giảng đường trung tâm của tịnh xá, đánh chuông triệu tập tăng chúng. Khi tăng chúng tề tụ đông đủ, vị đại trưởng lão tịnh xá hỏi: hiền giả nào đã triệu tập tăng chúng? Bạch ngài, chính là tôi. Trưởng lão Thích Xa đáp lời: vì sao hiền giả lại triệu tập tăng chúng? Bạch ngài, 7 ngày qua tôi đã tinh cần hành pháp và chứng quả A-la-hán. Trong chư tăng có ai hoài nghi về quả vị này, xin hãy hỏi về giáo pháp. Này hiền giả, không ai nghi ngờ về quả vị A-la-hán mà hiền giả đã chứng đạt được. Nhưng do duyên gì, nhân gì mà hiền giả nỗ lực tinh cần như thế? Trưởng lão thuật lại mọi chuyện khi gặp gia chủ Thích Xa, rồi bạch rằng: kính bạch chư tăng, giờ viên tịch của tôi đến rồi. Cổ quan tài của tôi sẽ bất động cho đến khi nào được gia chủ Thích Xa đưa tay nhấc lên, khi ấy mới đến được vàng hỏa. Và trưởng lão viên tịch sau đó: vị vua sải tương đương hòa thượng pháp chủ, lúc bấy giờ là đại trưởng lão Kakavana Thích Xa, đi đến tự viện cho những người mai táng của hoàng gia đặt thi hài vị trưởng lão Thích Xa vào quan tài, cho mang đến đài hỏa táng. Kỳ lạ thay, cổ áo quan tài không thể nhấc lên được dù đã dùng nhiều phương cách. Khi hiểu được nguyên nhân, đức vua cho mời gia chủ Thích Xa đến, truyền cho gia chủ nhấc cổ quan tài. Gia chủ Thích Xa dùng đầu đội cổ quan tài, đưa hai tay nhấc bổng cổ quan tài đặt trên đầu mình như người ta dùng hai tay nâng chiếc hộp giấy rỗng. Sau đó, cổ quan tài mới được đưa lên đài hỏa táng. 22. Vua A Dục Tu Phước thắng Long Vương. Xưa kia, có một vị vua tên là A Dục, thống lãnh các nước, không nước nào mà chẳng phục tùng. Đại vương thì thông minh trí tuệ vô lượng. Một hôm, ông cho mời các cận thần đến và hỏi: trong thiên hạ có ai chẳng thuộc về ta chăng? Các cận thần đáp: tất cả thiên hạ đều thuộc về đại vương, không có người nào mà chẳng phục tùng. Trong đó có một cận thần có trí tuệ đáp: trong cõi nước của đại vương có một chỗ chẳng thuộc quyền cai quản của đại vương, đó là Long Vương ở trong biển. Chẳng thuộc quyền cai quản của đại vương, vì Long Vương từ buổi đầu chẳng cho người đến chúc mừng, cũng không cống hiến báu vật, do đó biết rằng chẳng thuộc về đại vương. Vua bèn thử nghiệm việc ấy, liền cho nghìn xe vạn ngựa đánh chuông trống, dựng cờ trước sau, cùng đi đến bờ biển. Long Vương im bặt chẳng xuất hiện, vua liền gọi: ông ở trong lãnh thổ của ta, tại sao chẳng xuất hiện? Long Vương cũng im lặng không đối đáp. Vua bèn hỏi vị cận thần trí tuệ đó: làm sao khiến cho Long Vương xuất hiện? Vị cận thần có trí tuệ đáp: có thể khiến cho Long Vương xuất hiện, nhưng vì Long Vương phước đức quá lớn, do đó chẳng chịu phục tùng,
Đại vương nếu chẳng tin lời của hạ thần, thì hãy cho cân 2 lượng vàng bằng nhau để đúc 2 tượng. Một là tượng đại vương, 2 là tượng Long Vương. Sau đó, đem lên bàn cân thử, sẽ thấy tượng Long Vương nặng hơn tượng đại vương. Do đó biết phước đức của Long Vương nhiều, phước đức của đại vương ít. Tâm vua hiểu rõ ý của đại thần trí tuệ, nên khởi tâm hoan hỷ vô lượng. Ngài liền ra lệnh cho mọi người trong thiên hạ phải hầu hạ nuôi dưỡng người già cô đơn, giúp người nghèo cùng, cứu người đói thiếu. Các nơi đều phát động phong trào xây dựng thiền viện, chùa, am, thất thờ Phật và tôn trí xá lợi Phật để nhiều người cúng dường. 3 năm sau, mọi người lại lấy tượng vua và tượng Long Vương đem cân thử. Tượng Long Vương quả nhiên nhẹ hơn tượng vua. Vì cận thần có trí tuệ bèn nói với vua: có thể hàng phục Long Vương được rồi. Vua bèn lập bày xe ngựa, cờ phướng, chuông trống trầm rộ trước sau, đi đến bên bờ biển. Long Vương bèn hóa làm một bà la môn niên thiếu, đến trước vua quỳ gối thăm hỏi vấn an, cống hiến các bảo vật, ngọc báo quý lạ trong biển và tự xưng là tôi thần. Binh sĩ và nhân dân thấy thế đều hoan hỷ. Ngoài ra, các chi tiết khác ở văn kinh có nói rõ. Chuyện này nhằm chỉ dạy người đời sau: thiên hạ muốn có nhiều thế lực, không gì hơn tu tạo phước đức. Người giữ gìn kinh pháp như mẹ bảo vệ con, sao không đáng để suy ngẫm. 23. Nhân duyên nửa trái lê. Vua A Dục đối với Phật pháp đã được tín tâm kiên cố. Một hôm ông hỏi tôn giả Ưu Ba Cúc Đa: khi Phật còn tại thế, thưa tôn giả, ai là người bố thí nhiều nhất? Có trưởng giả tên Tu Đạt Đa, tức Cấp Cô Độc, là người bố thí nhiều nhất, thưa bệ hạ. Ông ấy dùng bao nhiêu để bố thí, thưa tôn giả? 100 ức lượng vàng. Trưởng giả kia còn có thể bố thí châu báu nhiều như thế, huống chi nay con làm vua cõi Diêm Phù Đề mà sao không thể làm được? Bây giờ, vua liền dùng thân mình và Câu Na La, quần thần, quả đất đem bố thí hết, rồi xây dựng 8.000 bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và tháp Thanh Văn, tưới nước cho cây Bồ Đề. Tính tổng cộng thì chi phí đã được 96 ức lượng vàng. Sau đó, vua A Dục bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi nên khóc than buồn tủi trong lòng không vui. Khi xưa, tiền thân vua A Dục cúng dường đất thì đại thần La Đề Cúc Đề là chú bé đứng bên cạnh, chắp tay tùy hỷ. Ngày nay được làm đại thần lớn nhất triều đình, thân cận phụ tá cho vua. Thấy vua không vui, La Đề Cúc Đề liền chắp tay hỏi: đại vương, uy đức của ngài như mặt trời giữa trưa, tất cả người dân không ai dám nhìn thẳng vào mặt bệ hạ, chỉ có 8.000 cung nữ mới được nhìn mặt. Nay bệ hạ bị bệnh nặng như mặt trời sắp lặn, 3 cõi dời đổi, có sinh ắt có diệt, phải quán xét lý vô thường, tại sao đại vương không vui? Vua đáp: nay ta chẳng do mất ngôi vua mà sinh lòng buồn khổ sầu não, cũng chẳng do xả thân mạng mà sinh buồn khổ, lại chẳng do xa lìa các cung nữ, kho tàng mà sinh lòng buồn khổ. Mà chính vì phải xa lìa chúng hiền thánh, nên ta mới sinh sầu khổ. Xưa ta vốn ước nguyện được bố thí đủ 100 ức lượng vàng, nay ta mới bố thí được 96 ức lượng vàng, vì còn thiếu 4 ức nữa, nên ta mới sinh tâm như thế. La Đề Cúc Đề thưa: muôn tâu bệ hạ, kho tàng còn rất nhiều, bệ hạ có thể sai người đem ra bố thí cho được đầy đủ. Bây giờ, vua bèn dùng vàng bạc châu báu cúng dường chùa Kê Đầu Ma. Vua lập con của Câu Na La tên là Nhị Ma Lưu lên làm thái tử. Có cận thần Tà Kiến nói với thái tử: vua A Dục sắp băng hà, đang phân tán các kho tàng đem đi bố thí sắp hết. Thái tử sẽ lên làm vua, mà phàm làm vua thì dùng kho tàng châu báu để tùy sức chi tiêu. Này thái tử nên ngăn cản lại
chớ cho phung phí hết. Bây giờ, Nhị Ma Lưu hợp các vị đại thần lại mà nói: vì vua cha đang bệnh nặng nên tất cả sở hữu của triều đình ta cấm tuyệt không được lấy ra khỏi kho, chỉ cho một mâm vàng và một mâm bạc để dâng thức ăn đến cho phụ vương ta thôi. Được mâm này rồi, vua A Dục lại sai người mang đi cúng dường chùa Kê Đầu Ma. Sau đó, nhà vua chỉ được dâng thức ăn bằng mâm làm bằng đất nung, các vật khác cũng bằng đất nung cả. Cho đến lần cuối cùng thì chỉ có nửa trái lê. Được nửa trái lê rồi, vua liền tập hợp các vị đại thần lại mà hỏi: cõi Diêm Phù Đề này, ai là chủ? Các đại thần đáp: chính là ngài vậy. Các khanh nói sai rồi, ta không phải là chủ. Vì cớ sao? Vì ta chỉ được tự do sử dụng nửa trái lê này mà thôi. Tha ngôi, người ta giàu sang mà sao quá bần tiện. Ta làm vua đến lúc sắp lâm chung thì trở thành quá nghèo cùng, tài sản chỉ có nửa trái lê mà thôi. Cũng như dòng suối lớn, nước chảy mạnh, gặp núi cản lại thì phải dừng. Liền nói kệ rằng: lời Phật là chân thật, nói ra đều chân lý. Dạy tất cả ái ân đều có biệt ly khổ. Xưa ta ra chiếu lệnh, không ai dám chống trái. Ngày nay như dòng suối, chạm núi thì dừng lại. Nay ta ra mệnh lệnh, không làm cũng như thế. Xưa ta nơi quả đất, vì tất cả chở che. Dương hầu có kiêu mạn, ta đều hay chế phục. Người nghèo khổ cô đơn, ta đều cứu giúp họ. Xưa vì người che chở, ngày nay thế lực hết, giống như xe mục nát, đến lúc không giá trị, như cây A Thứ già, gốc khô cành cũng mục, hoa quả và cành lá, tất cả đều không còn. Nay ta không giá trị, vụ trên cũng như thế. Vua nói kệ này rồi, liền gọi đại thần bên cạnh trao cho trái lê và ra lệnh: ông hãy cầm trái lê này đi đến chùa Kê Đầu Ma cúng dường chúng tăng và bạch thượng tọa rằng: đây là phẩm vật cúng dường cuối cùng của vua A Dục. Vua A Dục chỉ được toàn quyền sử dụng nửa trái lê này mà thôi. Tất cả tài sản đều đã mất hết. Kính mong chúng tăng khởi tâm thương xót mà thọ nhận vật thí sau cùng của kẻ nghèo khổ này, để kẻ nghèo khổ này được phước. Thượng tọa Gia Xá bèn dạy chúng tăng: các thầy đều đã thấy vua A Dục hưởng phước an vui. Đối với tất cả tài sản trong thiên hạ đều được chi tiêu tự do, mà ngày nay bị các quần thần khống chế, ngăn cấm không cho vua sử dụng tài sản của mình một cách tự do, mà vua chỉ được tùy ý dùng nửa trái lê này mà thôi. Do tâm rất thành kính nên vua mang vật này đến đây để cúng dường chúng tăng. Thượng tọa liền sai vị tri sự mài trái lê nhuyễn ra bỏ vào trong nồi canh để cho tất cả chúng tăng đều được dùng. Ngài lại dạy tiếp: do sự việc này, các thầy phải đối với sinh tử thật lòng sinh tâm chán lìa, giàu sang vui sướng không bao lâu cũng tiêu tan, thế lực tự tại chẳng lâu bị mất hết. Tha ngôi, sinh tử rất đáng chán ngán, đó là bài học cho các ông vua đời sau biết rõ. Giàu sang tự tại không ai bằng vua A Dục mà còn bị các quần thần cấm ngăn. Cho nên, kịp lúc thế lực chưa suy tàn, phải hết lòng tạo các công đức. Sắp lâm chung, vua A Dục bảo La Đề Cúc Đề: ngày nay trong cõi Diêm Phù Đề, ai là người được tự tại? La Đề Cúc Đề đáp: tâu bệ hạ, chỉ có Thế Tôn mới được tự tại. Vua nghe lời này, liền đứng dậy chắp tay xoay mình về bốn phía mà nói lời này: chỉ trừ kho tàng ra, nay con dùng bốn biển và tất cả quả đất cúng dường hết cho Tam Bảo. Các công đức tạo được từ trước đến nay, con không mong cầu hưởng cái vui trời người, ngôi vị tôn quý đế thích, phạm thiên, chuyển luân thánh dương, mà chỉ mong cầu đời vị lai, con sinh ra nơi đâu, tâm cũng được tự tại, mau chứng quả thánh.
rồi liền viết chiếu thư dùng răng ấn vào và trao cho đại thần La Đề Cốt Đề. Bây giờ, vua dứt hơi thở sau cùng, bèn mạng chung. Các quần thần cử hành tang lễ theo phép mai táng vua chuyển luân, dùng các thứ trang nghiêm để cúng dường và lập Nhị Ma Lưu lên làm vua. La Đề Cúc Đề mời các quần thần đến và nói: Vua A Dục dùng tất cả tài sản trên quả đất để bố thí cho chúng tăng. Vì cớ sao? Vì bệ hạ muốn học theo gương trưởng giả Tu Đạt bố thí đủ 100 ức lượng vàng. Khi còn sống, bệ hạ chỉ bố thí được 96 ức lượng vàng. Nếu dùng 4 ức để mua cõi Diêm Phù Đề, thì bệ hạ sẽ được mãn nguyện. Các quần thần cùng bàn luận với nhau và chấp nhận dùng 4 ức lượng vàng để mua cõi Diêm Phù Đề. Từ đó về sau, con cháu vua A Dục tiếp tục truyền ngôi cho nhau. 24. Tiền thân Phật cúng dầu và đèn. Kinh Hiền Ngu ghi rằng: A Nan bạch Phật, không biết thuở quá khứ Đức Thế Tôn đã tạo căn lành gì mà đến đời này được phước báo cúng dường vô cực đăng như thế, tức đèn cháy mãi không tắt. Đức Phật bảo A Nan: Thuở quá khứ trải qua hai A Tăng kỳ, 91 kiếp, cõi Diêm Phù Đề này có một vua nước lớn tên là Ba Tắc Kỳ. Đại phu nhân của vua sinh được một thái tử, thân màu vàng tía, đầy đủ các tướng quý. Thời gian sau, thái tử dần lớn lên, xuất gia và thành Phật, giáo hóa, độ thoát vô số chúng sinh. Bây giờ, vua cha thỉnh Phật và chúng tăng cúng dường 3 tháng. Lúc ấy, có một tỳ kheo tên là A Lê Mật La, nguyện làm đàn diệt cúng dường đèn suốt thời gian ấy. Hằng ngày, ông vào thành xin các thứ tô dầu và bất đèn. Khi ấy có dương nữ tên là Mâu Ni đứng trên lầu cao, thấy tỳ kheo này hằng ngày vào thành xin các thứ cần dùng, thì sinh lòng cung kính, sai người đến hỏi tỳ kheo cần gì. Tỳ kheo đáp: Hôm nay tôi làm đàn diệt cúng dường đèn cho Đức Phật và chúng tăng trong 3 tháng, nên vào thành xin tô dầu và bất đèn. Người được sai đi trở về kể lại cho dương nữ biết. Dương nữ rất vui mừng, nói: Từ nay về sau, ngài đừng đi xin nữa, tôi sẽ cung cấp đầy đủ bất đèn cho ngài. Tỳ kheo đồng ý. Thế là từ đó về sau, dương nữ thường dâng đủ các thứ như tô dầu và bất đèn cho tỳ kheo. Tỳ kheo A Lê Mật La thành tâm thắp đèn cúng Phật. Đức Phật liền thọ ký. Đời sau, trải qua A Tăng kỳ kiếp, ông sẽ được thành Phật hiệu là Định Quang. Dương nữ Mâu Ni nghe tin tỳ kheo A Lê Mật La được thọ ký, liền nghĩ: Những thứ làm thành đèn cúng dường Đức Phật đều là của ta, mà tỳ kheo đã được thọ ký, ta còn không được. Suy nghĩ xong, bà liền đến chỗ Phật, trình bày suy nghĩ của mình. Đức Phật liền thọ ký. Đời sau trải qua 2 A Tăng kỳ, 91 kiếp, người sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đầy đủ 10 hiệu. Dân nữ nghe Phật thọ ký xong, lòng rất vui mừng, liền hóa thành nam tử, cúi lại chân Đức Phật xin làm Sa Môn. Đức Phật đồng ý. Từ đó, vị Sa Môn này tinh tấn tu tập không ngừng. Nhờ thuở xưa cúng dường đèn sáng, từ đó đến nay, trải qua vô số kiếp, thường được sinh lên cõi trời người, hưởng phước tự nhiên, thân hình xinh đẹp hơn hẳn mọi người. Nay được thành Phật, phước báo được cúng dường đèn sáng này. 25. Cung nữ dâng hoa cúng Phật. Kinh Thái Hoa Thọ Quyết ghi: Lúc bấy giờ, vua La Duyệt sai hơn 10 người thường xuyên vào rừng hái hoa đẹp dâng cho nhà vua. Một hôm, các cung nữ ra ngoài thành hái hoa, trên đường về thì gặp Đức Phật. Họ liền cúi đầu kính lễ và suy nghĩ: Thà bỏ thân mạng, dâng hoa cúng dường Phật và thánh chúng, cho dù bị hại cũng không rơi vào đường ác.
Nghĩ xong, họ liền tung hoa lên cúng dường Phật và thánh chúng, rồi tự quy mạng nhất tâm kính lễ. Đức Phật biết ý niệm ấy, nên thương xót thuyết pháp cho họ nghe. Những người hái hoa nghe xong, đều phát đạo tâm, được Đức Phật thọ ký. Về sau, các ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Lúc bấy giờ, các cung nữ liền trở về nhà từ biệt cha mẹ. Mạng con chắc không còn nữa, vì hôm nay nhà vua sẽ giết con. Cha mẹ ngạc nhiên hỏi, con có tội lỗi gì mà bị vua giết? Các cung nữ kể rõ câu chuyện cho cha mẹ nghe và nói, nếu không có hoa dâng lên nhà vua thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên hôm nay con trở về từ biệt cha mẹ. Cha mẹ nghe xong càng thêm buồn rầu, họ liền mở giỏ ra thì thấy đầy hoa đẹp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Họ liền bảo, con hãy mang hoa này dâng lên nhà vua. Chờ mãi vẫn không thấy hoa mang đến, nhà vua tức giận, sai người bắt trói những người hái hoa phạm tội, đem ra chợ xử trảm. Thế nhưng sắc mặt của họ vẫn không biến đổi. Lấy làm lạ, nhà vua hỏi, tội của các người đáng sẽ bị giết, vì sao không sợ? Những người hái hoa đáp, con người có sống thì phải có chết, vạn vật có thành, ắt có hoại. Chúng tôi vì pháp mà phạm tội, nên không tiếc thân mạng. Buổi sáng đi hái hoa, trên đường về gặp Đức Phật, nên chúng tôi đã dâng lên cúng dường. Biết làm như thế là trái mệnh vua, tội sẽ bị giết, nhưng thà có đạo mà chết, còn hơn sống mà không đạo. Nhưng khi trở về mở giỏ ra, thì thấy hoa vẫn còn như cũ, đều là nhờ ân của Đức Phật chở che. Nhà vua lấy làm lạ, trong lòng không tin, bèn đến hỏi Phật. Đức Phật bảo, đúng vậy, những người này chí tâm muốn độ chúng sanh khắp mười phương, không tiếc thân mạng, nên tung hoa cúng dường Như Lai, lại không có ý cầu quả báo, đã được ta thọ ký, tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Nghe xong, nhà vua rất vui mừng, cởi trói cho họ, hối hận trách mình quá ngu si, không bằng Bồ Tát, và xin Đức Phật tha thứ. Đức Phật bảo, lành thay, người biết sửa lỗi lầm thì đồng với người không có lỗi. 26. Tung hoa cúng Phật được sinh cõi trời. Lại trong kinh Bách Duyên cũng ghi, một thời Đức Phật ở kỳ thọ cấp cô độc viên tại thành Xá Vệ. Bấy giờ các trưởng giả giàu sang quyền quý trong thành tụ tập bên bờ suối, mở hội hoa bà la, cà hát vui chơi. Họ sai một người vào rừng hái hoa bà la về kết tràng. Người được sai đi liền vào rừng hái hoa, trên đường về thấy Đức Phật đủ 32 tướng quý, 80 vẻ đẹp, sáng rực như trăm nghìn mặt trời, lòng rất vui mừng, liền cúi lễ dưới chân và tung hoa cúng dường. Cúng dường xong, người ấy lại vào rừng, leo lên cây định hái hoa. Chợt cành cây bị gãy, ông ta rơi xuống đất và qua đời. Liền được sinh lên cõi trời Đao Lợi, thân hình xinh đẹp, ở trong cung điện được làm bằng hoa bà la. Đế thích hỏi, ông ở đâu, tu phước gì mà được sinh về cõi này? Người hái hoa đáp, tôi ở cõi Diêm Phù Đề, một hôm vào rừng hái hoa về lập hội vui chơi, trên đường về gặp Đức Phật, liền tung hoa cúng dường, nhờ nhân duyên công đức ấy nên được sinh về cõi này. Đế thích thấy vị trời này thân hình vô cùng xinh đẹp, liền nói kệ khen, thân như sắc vàng rồng, tỏa ánh sáng rực rỡ, dung mạo rất xinh đẹp, vượt hơn cả chư thiên. Vị trời ấy liền nói kệ đáp, tôi nhờ ân Đức Phật cúng dường hoa bà la, do nhân duyên lành này
được quả báo tốt đẹp. Nói kệ xong, ông ta liền cùng Đế Thích đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên, nghe Phật thuyết pháp, tâm ý khai mở, phá tan 12 ức nghiệp chướng, tà kiến, chứng quả Tu Đà Hoàn. Do đó, ông vô cùng mừng rỡ, nói kệ khen Phật. Đại Thánh Tôn vòi vọi, vô thượng không ai bằng, công cha mẹ thầy tổ cũng không thể sánh kịp, làm khô bốn biển lớn, vượt qua núi xương trắng, lấp kín ba đường ác, mở rộng ba cửa lành. Ức nghiệp chướng, các nghiệp ác do thân, khẩu, ý của chúng sanh tạo ra, ngăn che chánh đạo. Một trong ba chướng, một trong bốn chướng. Tà kiến, kiến chấp sai lầm, chỉ cho những chủ trương phản bác và không chấp nhận đạo lý nhân quả và tứ đế. 27. Phước báo sửa tháp. Kinh Bách Duyên chép: lúc Đức Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả rất giàu, của cải nhiều vô lượng không thể tính kể. Ông sinh được một người con dung mạo xinh đẹp, hiếm có trong đời. Các lỗ chân lông trên thân đều tỏa ra mùi hương chiên đàn, trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa ưu bát. Cha mẹ rất vui mừng, nhân đó đặt tên con là Chiên Đàn Hương. Thời gian sau, Chiên Đàn Hương lớn lên, cầu Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán. Các tỳ kheo thấy thế liền bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, Chiên Đàn Hương này đời trước trồng phước gì mà được sinh vào nhà giàu sang quyền quý, thân và miệng thường thoảng ra mùi thơm, lại được gặp Đức Thế Tôn xuất gia chứng đạo quả. Đức Phật bảo các tỳ kheo: thuở quá khứ, trải qua 91 kiếp sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, vua Bàn Đầu Mạt Đế thâu lấy Xá Lợi xây tháp bằng bốn báo cao một do tuần để an trí cúng dường. Lúc ấy có một trưởng giả vào tháp Phật, thấy nền tháp bị thủng, ông liền nhồi trộn đất bùn trám lại, lấy bột hương chiên đàn rải lên, phát nguyện rồi đi. Nhờ công đức ấy, từ đó về sau trải qua 91 kiếp, trưởng giả kia không rơi vào đường ác, được sinh lên cõi trời người. Thân và miệng thường thoảng ra mùi thơm, hưởng thọ niềm vui sướng. Đến nay được gặp ta xuất gia chứng đạo quả. Mục 28. Bà già nghèo chí thành cúng đèn. Trong kinh A Xà Thế, Dương Thọ Quyết ghi: Đức Phật nhận lời thỉnh của vua A Xà Thế, sau khi thọ trai xong, ngài trở về Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy, vua A Xà Thế bàn với Kỳ Bà: Đức Phật đã thọ trai xong, tiếp theo ta phải làm gì? Kỳ Bà tâu: nên thắp nhiều đèn để cúng dường. Thế là vua A Xà Thế liền truyền lệnh đem 100 hộc dầu vừng thắp sáng từ cổng cung điện cho đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Bây giờ có một bà già nghèo thấy vua làm công đức ấy thì cảm động, bà đi xin khắp nơi được 2 đồng tiền, liền ra tiệm mua dầu. Chủ tiệm hỏi: bà quá nghèo khổ, chỉ xin được 2 đồng tiền, sao không mua thức ăn để nuôi thân, lại mua dầu làm gì? Bà già đáp: rất khó gặp Đức Phật ra đời, trăm kiếp chỉ có một lần. Tôi may mắn được gặp Phật mà không cúng dường. Hôm nay thấy nhà vua làm công đức lớn, tuy nghèo khổ nhưng tôi cũng muốn thắp một ngọn đèn cúng Phật để làm nhân duyên kiếp sau. Nghe nói thế, chủ tiệm vui mừng. Lẽ ra 2 đồng tiền chỉ mua được 2 cáp dầu thôi, nhưng ông đặc biệt thêm 3 cáp nữa, tổng cộng là 5 cáp. Cáp là tên một đơn vị đo thể tích thời xưa, một cáp bằng 1/10 thăng. Sau đó, bà già đem dầu đến trước Phật thắp lên, nhưng lại tính số dầu này không đủ thắp sáng đến nửa đêm, bà liền phát nguyện: nếu đời sau tôi đắc đạo giống như Đức Phật,
thì xin số dầu này được cháy sáng suốt đêm không hết. Phát nguyện xong, bà đảnh lễ Phật rồi ra về. Những ngọn đèn của vua có ngọn bị tắt, có ngọn bị hết dầu, nhưng ngọn đèn của bà già vẫn còn cháy sáng hơn các đèn khác suốt đêm không tắt. Đến sáng mà chất dầu vẫn không hết. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên: "Trời đã sáng, ông nên tắt các ngọn đèn." Tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, lần lượt tắt hết các ngọn đèn, chỉ còn lại ngọn đèn của bà già, thổi đến 3 lần vẫn không tắt. Tôn giả liền dán ca sa lên quạt cho tắt, nhưng ngọn đèn càng cháy sáng hơn. Tôn giả Mục Kiền Liên bèn dùng uy thần dẫn gió Tùy Lam đến thổi, mà đèn càng cháy mạnh, soi thẳng đến Phạm Thiên, cho đến 3.000 thế giới đều nhìn thấy ánh sáng ngọn đèn ấy. Gió Tùy Lam là trận gió dữ, thổi nhanh và mạnh khi vũ trụ bắt đầu hình thành, tức kiếp sơ, và khi kết thúc, tức kiếp tận. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên: "Thôi thôi, đây là ánh sáng công đức của Phật đương lai, uy thần của ông không thể dập tắt. Bà già này, đời trước đã cúng dường 80 ức Phật và được Phật thọ ký, nhưng mãi lo tu tập kinh pháp, không rảnh làm việc bố thí, nên nay nghèo cùng không có của cải. Trải qua 30 kiếp sau, bà già này sẽ được thành Phật hiệu là Tu Di Đăng Quang Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Lúc ấy, thế giới không có mặt trời mặt trăng, trong thân nhân dân tự phát ra ánh sáng, soi chiếu xen nhau như cõi trời đao lợi." Bà già nghe xong, lòng rất vui mừng, liền đảnh lễ Phật rồi ra về. Vua hỏi Kỳ Bà: "Ta tạo công đức rộng lớn như thế, Đức Phật không thọ ký, bà già này chỉ cúng một ngọn đèn lại được thọ ký." Kỳ Bà đáp: "Đại vương tạo công đức tuy nhiều, nhưng tâm không chuyên nhất, nên không bằng bà già chú tâm về Phật." Thế là sau đó, vua A Xà Thế đem tâm chí thành dâng dầu và hoa cúng dường Phật. Đức Phật liền thọ ký. Đời sau trải qua 8 vạn kiếp, đến một kiếp tên là Hỷ Hoang. Đại vương sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Kỳ. Lúc ấy, thái tử con vua A Xà Thế tên là Chiên Đà Hòa Lợi mới lên 8 tuổi. Nghe vua cha được thọ ký, lòng rất vui mừng, liền cởi các châu báu trên thân, tung lên Phật và phát nguyện: "Nguyện con đến thời Đức Phật Tịnh Kỳ, được làm Kim Luân Vương cúng dường Phật. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, con sẽ được làm Phật kế tiếp." Đức Phật bảo: "Ông chắc chắn sẽ toại nguyện và được thành Phật hiệu là Chiên Đàn." 29. Tiền thân Tôn giả A Na Luật. Kinh Thí Dụ ghi: "Lúc Phật còn tại thế, các đệ tử của Ngài có đức hạnh không đồng nhau, như Tôn giả Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, còn A Nan Luật thiên nhãn đệ nhất, có thể nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới, cho đến các vật nhỏ nhiệm tối tăm cũng đều nhìn thấy." Tôn giả A Nan thấy thế rồi liền bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả A Nan Luật đời trước trồng nghiệp lành gì mà được thiên nhãn như thế?" Đức Phật bảo: "Thuở quá khứ cách đây 91 kiếp, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, bấy giờ có một tên cướp lẻn vào tháp lấy trộm vật. Trong tháp có một ngọn đèn để trước tượng Phật, nhưng lại sắp tắt. Tên cướp liền lấy mũi tên khêu đèn lên cho sáng. Chợt thấy ánh sáng uy nghiêm của Đức Phật thì chấn động tâm thần, liền nghĩ: người ta còn bỏ của cải để cầu phước, sao ta lại đi trộm? Nghĩ thế, tên trộm liền bỏ đi. Nhờ nhân duyên phước đức sửa lại ngọn đèn, mà từ đó về sau, trải qua 91 kiếp, tên trộm ấy thường sinh về cõi lành, dần dần xả bỏ những việc ác, phước đức càng tăng trưởng, đến nay được gặp ta,
xuất gia tu đạo và chứng quả A-la-hán. Ở trong chúng được thiên nhãn, nhìn thấu suốt bậc nhất. Huống gì có người sinh tâm buông bỏ, thắp đèn cúng Phật, sẽ được phước đức không thể suy lường. Trong luận Trí Độ ghi, nếu có người trộm hạt châu trong tháp Phật, cho đến trộm đèn trong tháp Phật, sau khi chết, sẽ rơi vào địa ngục. Nếu được làm người, thì đời đời thường bị đuôi mù. 30. Tiền thân Thái tử Kỳ Đà. Kinh Thí Dụ ghi, vào thời Phật Tỳ Bà Thi, Thái tử Kỳ Đà cúng dường cho chùa một người hầu nam và một người hầu nữ lo việc quét dọn chùa. Nhờ công đức ấy, đời đời Thái tử thường được cung điện bằng bảy báu. Hai bên cửa thường tự nhiên có một người nam và một người nữ bưng bát báu đựng đầy bảy thứ báu, lấy dùng không bao giờ hết. Ban đêm thường có hơn 500 thiên binh cưỡi ngựa bảo vệ cung điện, không ai dám đến gần. Lại có bảy thứ báu của Chuyển Luân Thánh Vương, xe vàng, voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, quan giữ kho tàng, tướng chỉ huy quân đội. 31. Công đức sửa tháp. Kinh Bách Duyên ghi rằng, ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một vị trưởng giả rất giàu, tiền của nhiều vô cùng. Vợ ông ta sinh một người con trai rất tuấn tú, ai thấy cũng quý mến. Khi trưởng thành, người con trai ấy được gặp Phật, xin xuất gia và chứng được quả A-la-hán. Bấy giờ, Phật bảo các tỳ kheo, trước đây 91 kiếp, sau khi Phật Tỳ Bà Thi ra đời, rồi vào Niết Bàn, vua Bàn Đầu Mạt Đế thu nhặt xá lợi Phật, dựng tháp bằng bốn thứ báu để cúng dường. Về sau, tháp ấy bị hỏng một ít. Một đứa bé vào chơi trong tháp, thấy chỗ tháp hỏng, liền vui vẻ kêu gọi mọi người cùng nhau sửa sang, lại phát nguyện rồi bỏ đi. Nhờ công đức ấy, trong 91 kiếp, đứa bé không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, luôn được sinh vào cõi người và trời hưởng hạnh phúc, thường được người và trời kính trọng, xuất gia, đắc đạo. Nghe Phật nói, mọi người đều vui vẻ vâng lời, tụng rằng, lưu thân tám vạn tháp, báo treo cao trăm trượng, phụng hoàng sen quả linh, mâm vàng đỡ tay Phật, đẩu củng nông kèo chạm, mái tháp văng lưới câu, đất báo như cát vàng, chuông gió thánh thoát gian, sinh động ngàn hình chạm, rực rỡ muôn tượng vẽ, thường ẩn hiện khói mây, thần tiên chợt lai giảng, sương sớm lưng chừng tháp, phan bay chạm mây trời, nghê bay không dám thở, côn lượng há được nhìn, dây vàng rải phúc địa, quả báo trời đâu uổng, nguyện nhờ thuyền từ giúp, bờ kia đâu còn rộng. Đẩu củng là cái trụ ngắn trên xà, nghê là tên một loại ve sầu, côn lượng là một loài chim giống như con sếu. 32. Phật chăm sóc tỳ kheo bệnh. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ghi rằng, ngày xưa có một nước tên Hiền Đề. Bấy giờ có một tỳ kheo trưởng lão mắc bệnh đã lâu, thân thể gầy yếu, dơ bẩn, nằm ở tịnh xá Hiền Đề, không người chăm sóc. Đức Phật bèn dẫn 500 tỳ kheo đi đến chỗ ấy. Ngài bảo các tỳ kheo thay nhau chăm sóc và lo cơm cháo thuốc men cho tỳ kheo bệnh. Nhưng khi ngửi thấy mùi hôi, các vị ấy đều sinh tâm khinh rẻ. Đức Phật liền sai Đế Thích lấy một chậu nước ấm đến, Ngài dùng tay kim cương tắm rửa cho vị tỳ kheo bệnh kia. Khi ấy, mặt đất bỗng nhiên chấn động, bầu trời rực sáng, mọi người đều kinh sợ. Quốc Dương cùng vô số thần dân, trời, rồng, quỷ thần kéo đến, cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật.
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đấng chí tôn trong ba cõi không ai sánh bằng, đạo đức đầy đủ, tại sao phải hạ mình tắm cho tỳ kheo bệnh kia? Đức Phật bảo, Như Lai sở dĩ xuất hiện ở đời chính là vì những người nghèo cùng, khốn khổ không nơi nương tựa này. Nếu ai chăm sóc nuôi dưỡng đạo nhân, sa môn bệnh tật, những kẻ bần cùng và người già cô độc sẽ được phước vô lượng, sự mong cầu được như ý, cuối cùng sẽ đắc thánh đạo. Vua lại bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này đời trước tạo tội gì mà bị bệnh hành hạ nhiều năm, chữa mãi không lành? Đức Phật bảo, Ngày xưa có một vị vua tên Ác Hạnh, thi hành chính sách rất bạo ác. Vua sai một người có sức mạnh là Ngũ Bá thi hành hình phạt đánh người. Ngũ Bá mượn uy quyền của vua mà tung hoành. Người sắp bị phạt roi, nếu mang nhiều của cải lo lót thì ông ta đánh nhẹ, ai không có thì bị đánh nặng. Do đó, cả nước vô cùng lo sợ. Bây giờ có một hiền giả bị người mưu hại nên phải chịu đòn roi. Hiền giả kia nói với Ngũ Bá, Tôi là đệ tử Phật, vốn không có tội, nay bị người hãm hại, xin ông lượng thứ cho. Ngũ Bá nghe nói đệ tử Phật, nên đánh nhẹ tay, roi không chạm vào thân. Sau khi Ngũ Bá mạng chung thì bị đọa vào địa ngục, bị tra khảo đánh đập đau đớn muôn lần. Tội địa ngục hết, lại đọa làm súc sanh, thường bị đánh đập trong hơn 500 kiếp. Khi tội báo ở loại súc sinh hết, thì sanh lại làm người, thân thường bị bệnh khổ. Quốc vương lúc ấy, nay chính là Điều Đạt. Ngũ Bá là tỳ kheo bệnh đây. Người hiền lúc ấy là ta. Do đời trước Ngũ Bá tha cho ta, đánh roi không chạm vào thân, nên hôm nay đích thân ta tắm rửa cho ông. Người tạo thiện hoặc ác thì họa phúc sẽ báo ứng, dù sống hay chết cũng không tránh khỏi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ, đánh đập người lương thiện, vọng cho là không tội. Thật tội gấp 10 lần, họa đến không thể cứu. Sống chịu nhiều khổ đau, thân thể không vẹn toàn. Bệnh tật bất ngờ đến, tâm ý luôn sợ hãi. Bị mọi người chê cười, hoặc chịu nạn quan quyền. Tài sản bị tiêu hao, quyến thuộc phải chia lìa. Nhà cửa bị lửa thiêu, chết đọa vào đại ngục. Đây chính là 10 tội. Tỳ kheo bệnh khi nghe Đức Phật nói kệ này và việc kiếp trước, liền dốc lòng tự trách nên bệnh tật tiêu trừ, liền chứng quả A-la-hán. Vua nước Hiền Đề suốt đời thực hành theo bài kệ nên chứng quả Tu-đà-hoàng. 33. Hai anh em đồng xuất gia. Kinh Thí Dụ ghi: Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có hai anh em kia đều làm sa môn. Người anh luôn giữ giới, tu tập thiền định, một lòng cầu đạo nhưng không bố thí. Người em bố thí tu phước nhưng hay phá giới. Đến thời Phật Thích Ca, người anh xuất gia đắc quả A-la-hán, nhưng áo không đủ mặc, cơm không đủ no. Còn người em tái sinh vào loài voi, làm voi có sức mạnh, có khả năng đánh thắng kẻ địch nên được vua yêu quý, phong cho mấy trăm ấp và cung cấp cho vàng bạc, châu báu, anh lạc, vân vân. Voi muốn gì đều được đầy đủ. Bấy giờ, gặp lúc mất mùa, người anh là tỳ kheo đi khắp nơi khất thực suốt 7 ngày vẫn không được thức ăn. Cuối cùng mới được chút ít đồ ăn dở, tạm duy trì mạng sống. Vị tỳ kheo quán biết voi kia đời trước là em mình nên đi đến bên cạnh, kề tai voi nói: Trước kia ta và ngươi đều mắc tội. Voi suy ngẫm lời của vị tỳ kheo, nhắc lại nhân duyên kiếp trước của mình nên buồn bã, không chịu ăn uống. Người giữ voi lo sợ, đi đến tâu việc ấy với vua. Vua hỏi ông ta:
trước đây có người nào xúc phạm voi không? Người giữ voi thưa: Không có người nào khác, chỉ có một vị sa môn đi đến bên voi chốc lát rồi đi. Vua liền sai người đi tìm vị sa môn, hỏi xem đến bên voi nói điều gì. Vị sa môn đáp: Tôi nói với voi, ta và ngươi đều mắc tội. Vị sa môn kể lại cho nhà vua nghe đầy đủ sự việc đời trước. Vua hiểu ra, liền cho thả vị sa môn. 34. Vàng bạc phải chăng là hạnh phúc? Thời Phật tại thế, có một vị quốc vương tên là Đa Bì Tả, kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày kia, vua phát thiện tâm muốn thực hành đại bố thí. Của báu chất đầy như núi và rao rằng, hễ ai đến xin đều cho bốc đi một nắm. Nhiều ngày trôi qua, số người đến xin tuy nhiều mà núi báu vẫn chưa suy xuyển. Đức Phật biết quốc vương đời trước có nhiều phước duyên có thể hóa độ được, nên liền hóa làm một vị phạm chí đến thăm. Vua rất mừng rỡ, làm lễ xong hỏi rằng: Ngài muốn cần dùng gì, xin cho tôi biết, tôi vui lòng cúng dường. Vị phạm chí đáp: Tôi từ xa đến đây, cúc xin nhà vua ngọc báo để đổi lấy vật liệu làm ở nhà. Vua đáp: Tôi rất vui lòng, xin ngài bốc lấy một nắm. Vị phạm chí bốc lấy một nắm, đi 7 bước, trở lại trả về chỗ cũ. Vua ngạc nhiên hỏi: Cớ sao ngài không lấy? Với số báo ấy, thật đủ làm nhà, nhưng khốn cho tôi, về sau còn phải cưới vợ nữa, thì không đủ dùng, nên tôi không lấy. Thôi, ngài hãy lấy thêm 3 nắm. Vị phạm chí bốc 3 nắm, đi 7 bước, trở lại trả chỗ cũ. Sao ngài lại thế? Với số báo vật ấy, thật đủ cả cưới vợ, nhưng lấy gì sắm ruộng đất, đầy tớ, trâu ngựa. Tôi tính không đủ, nên thôi thà hơn. Thôi, ngài hãy lấy thêm 7 nắm. Vị phạm chí lấy xong, đi 7 bước, lại trở lại trả chỗ cũ. Cớ gì ngài vẫn chưa vừa ý? Nếu tôi có con gái phải lo cưới gả, sắm sửa, lại còn việc nhà đám kỵ, giao tiếp thân bằng, tôi tính vẫn cứ thiếu, nên không lấy. Tôi vui lòng cúng tất cả, ngài lấy về dùng cho đủ. Vị phạm chí bước lên núi báu, rồi trở xuống không nhận. Nhà vua rất quái lạ, thưa rằng: Ý ngài thế nào, tôi thật không hiểu. Bản ý tôi đến xin ngài để mưu cầu sự sống. Xong tôi xét lại, mạng con người sống chẳng bao lâu, muôn vật cũng chẳng thường còn, sáng còn tối mất, khó giữ lâu bền. Dầu tôi được cả núi báu, chưa hẳn là lợi ích hoàn toàn cho bản thân. Lo toàn tham muốn bao nhiêu, luống công nhọc nhằn bấy nhiêu, chẳng bằng dứt bỏ dục vọng, cầu đạo giải thoát, rèn luyện các đức tính tốt cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Tất cả đều hướng về mục đích từ bi, trí tuệ là hương, cho nên tôi không lấy. Khi đó, nhà vua tỉnh ngộ, tâm ý sáng suốt, cầu được nghe pháp. Vị phạm chí liền nói bài kệ: Tuy được núi vàng báu, chất cao đến trời xanh, thế gian nhiều như thế, chẳng bằng thấy nguồn đạo. Đời không lành tưởng lành, ưa mà thấy như ghét, lấy khổ tưởng là vui, cuồng si bị tai họa. Nói bài kệ xong, ngài đã hiện lại thân Phật, phóng hào quang sáng rực rỡ. Vua và quần thần vui mừng hớn hở, xin thọ ngũ giới. Vua chứng quả Tu Đà Hoàng. Tỳ kheo Viên Minh: Đời người ngắn ngủi lắm, thoáng qua lẹ làng như bóng chớp, không ai sống mãi mà khỏi chết, thì con người có trường thọ được đâu. Vậy nên ta diệt lòng tham lam và bố thí cho kẻ nghèo. Sự giàu sang phong phú không phải thuộc về ta mãi,
mà thường thường vì nó mà ta phải lụy thân.